Thưa quý vị, khi nhắc đến Chiang Mai thì du khách liền nghĩ đến đóa hồng phương Bắc của ngành du lịch Thái Lan. Chiang Mai là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích mùa sắm, khám phá vẻ đẹp tự nhiên, cũng như là muốn tìm hiểu về truyền thống văn hóa và lịch sử ở vùng đất nổi tiếng này. Trong chương trình Khám phá Thái Lan Thiên đường du lịch hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá văn hóa của Vương quốc Lan Na. Những ngày tháng thịnh vượng của Vương quốc Lan Na như thế nào? Tôi quyết định thăm trung tâm văn hóa Chiang Mai cũ. Trung tâm này gồm các tòa nhà một tầng được gọi là Heun Pap với bức chạm khắc bằng gỗ trang trí Kalai trên mái tòa nhà. Đây là nét đặc trưng của kiến trúc Lan Na. Nét kiến trúc này là truyền thống của Vương quốc Lan Na được người dân Chiang Mai bảo tồn qua nhiều năm hỗn loạn. Tôi hy vọng du khách nước ngoài và người dân Thái Lan sẽ tham gia vào việc bảo tồn và ghi nhớ những giá trị văn hóa của Lan Na. Trung tâm văn hóa này cung cấp những bài học theo phong cách vũ điệu Lan Na được gọi là Khon. Trong vũ điệu truyền thống Lan Na, động tác tay là quan trọng nhất. Bạn phải mở bàn tay phải với tất cả bốn ngón tay với nhau. Ngón cái bên tay trái nên ấn vào đốt ngón tay giữa của ngón thứ hai. Sau đó bạn mở bàn tay như thế này. Mặt khác di chuyển ra cùng một lúc. Và sau đó bạn xoay như thế này. Trung tâm này được xây dựng nhằm mục đích quảng bá văn hóa thực sự của Vương quốc Lan Na. Nó không đơn giản là một sản phẩm du lịch. Du khách tham quan chỉ ghé thăm một lần, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó vẫn là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu các nhạc cụ truyền thống và vũ điệu Won. Tôi rất tự hào về những gì tôi đang làm. Trung tâm văn hóa Chiang Mai cũ biến thành một nhà hàng vào ban đêm. Du khách có thể thưởng thức màn trình diễn vũ điệu truyền thống của Lan Na với món ăn được gọi là khan thok. Khan có nghĩa là món ăn và thok có nghĩa là bàn ăn. Vì vậy, khan thok có nghĩa bữa ăn theo phong cách Lan Na đơn giản. Rất nhiều món ăn được đặt trên một bàn tròn. Hãy nhìn bàn ăn khan thok. Gồm có cơm và da heo chiên, rau luộc, vân vân. Thêm 7 đến 8 món phụ được phục vụ. Các món ăn phụ khác nhau, nhưng nước sốt truyền thống Nam Trích Nom luôn được phục vụ. Nét đặc trưng của ẩm thực Lan Na là sử dụng gạo nếp được hấp trong nồi tre nhỏ và không dính. Ẩm thực là một trong những nét văn hóa của Thái Lan nổi tiếng khắp thế giới. Tôi tự hỏi ẩm thực ban đầu của Vương quốc Lan Na như thế nào. Hương vị không quá cay cũng không quá mặn và hương vị kết hợp hài hòa với nhau. Các loại rau luộc được ăn với nước sốt tiêu, cơm nếp cũng được trộn bằng tay, sau đó chấm với nước sốt. Sau bữa ăn, mọi người tập trung vào một chỗ. Họ tập trung về đây để xem vũ điệu truyền thống Khon của Vương quốc Lan Na. Mặc dù vũ điệu Thái Lan chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ giáo, nhưng vũ điệu Lan Na truyền thống có các động tác chậm và thanh lịch hơn so với vũ điệu huyền ảo của Thái. Vũ điệu Lan Na rất nhẹ nhàng và duyên dáng. Các động tác của vũ điệu nhảy Lan Na thể hiện vẻ đẹp thông qua cử chỉ tay, không phải là những động tác toàn thân phức tạp. Các vũ công với những động tác tao nhã đã mê hoặc tôi. Buổi
biểu diễn kéo dài hàng giờ đồng hồ mang đậm bản sắc văn hóa của Vương quốc Lana. Trong phần cuối của màn trình diễn, khán giả được mời tham gia nhảy vòng tròn cùng vũ công. Du khách và cư dân địa phương cũng biểu diễn vũ điệu trong vòng tròn. Việc giữ gìn truyền thống là cách mà người dân Chiang Mai tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ đối với du khách. Những truyền thống này được cảm nhận thông qua các giác quan và khắc sâu trong tim những ai đã đặt chân tới Chiang Mai. Hôm nay truyền thống Lana đã khắc sâu trong lòng tôi. Ngày hôm sau tôi vẫn bị mê hoặc bởi vũ điệu truyền thống và quyết định đến thăm một trường nghệ thuật dạy múa truyền thống. Biểu diễn theo âm nhạc truyền thống, những đứa trẻ này đang học một vũ điệu đã được truyền qua nhiều thế hệ. Kỹ năng của các em rất xuất sắc. Chúng tôi đang đặt ưu tiên lớn nhất cho việc dạy học viên về văn hóa Lana, vì đây là truyền thống của miền Bắc Thái Lan. Tôi tò mò muốn biết tương lai của văn hóa Lana sẽ ra sao. Và tôi đã tìm ra đáp án khi nhìn những đứa trẻ này thích nhảy và biết cách tôn trọng truyền thống. Tôi quyết định gặp một nhóm người khác đang bảo tồn văn hóa của Vương quốc Lana. Căn phòng này của một nhóm được thành lập tại Đại học Chiang Mai. Những sinh viên này rất hợp ý nhau vì họ rất quan tâm đến việc duy trì truyền thống văn hóa Lana. Bây giờ nhóm này bắt đầu học và hát nhạc Lana, cũng như tìm hiểu về cội nguồn của văn hóa Lana. Âm nhạc Lana có nguồn gốc từ Pháp, giống như nhạc jazz. Ca sĩ nghĩ về lời bài hát và hát theo nhạc. Chủ yếu lời các bài hát nói về cuộc sống hàng ngày của người Lana. Tôi hỏi tại sao các sinh viên muốn học nhạc Lana. Âm nhạc truyền thống không thay đổi theo thời gian. Tôi nghĩ khi một người mất cội nguồn, người đó sẽ trượt khỏi vòng tròn lịch sử. Cho dù thành phố Chiang Mai phát triển và thay đổi đến mức nào, chúng tôi sẽ không bao giờ quên cội nguồn của mình. Các sinh viên không chỉ bảo tồn âm nhạc Lana truyền thống, mà còn giữ gìn chữ viết của người Lana. Văn hóa của Vương quốc Lana gắn liền với chữ viết của họ có từ cách đây khoảng 800 năm. Hiện tại các sinh viên đang học chữ viết của người Lana rất tốt. Chiếc quạt này được các nhà sư Phật giáo sử dụng để che mặt khi giảng dạy Phật giáo. Quạt này được đặt trước mặt khi giảng dạy và hình ảnh trên quạt là chữ viết của người Lana. Những chữ viết này từng đóng một vai trò quan trọng đối với Vương quốc Lana. Sau đó chữ Thái được giới thiệu và mọi người đã sử dụng chữ Thái. Chữ Lana dần dần bị lãng quên, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi thấy chữ Lana ngày nay vẫn đang được truyền lại. Những người này đang sống với một niềm tự hào rằng họ là hậu duệ của Vương quốc Lana. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải làm việc chăm chỉ để con cháu của chúng tôi có thể tiếp tục học chữ viết Lana. Tôi xem các sinh viên làm một cái gì đó. Tờ giấy được gấp lại nhiều lần và cắt khéo léo thành tung. Tung trong tiếng Lana nghĩa là cờ. In the Lana language. Since 800 years ago, từ cách đây 800 năm, những cờ tung đã được sử dụng trong các sự kiện của Vương quốc Lana.
Đó là một loại cờ nhiều màu sắc rất đẹp. Cờ tung mang theo lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến mọi người. Những lá cờ tung là biểu tượng cho đức tin của người Lana. Tên của lá cờ này là Tung Sai Mu. Cờ này được dâng lên Đức Phật trong chùa. Cho dù là truyền thống nhỏ bé, nhưng văn hóa Lana cần có thời gian và nỗ lực để bảo tồn. Lịch sử truyền thống của Vương quốc Lana đã được truyền qua 800 năm và tiếp tục sống mãi với con cháu của người Lana. Tôi cảm thấy tự hào về những sinh viên này. Họ nhớ về nguồn cội của mình như một hậu duệ của Vương quốc Lana. Họ đang nghiên cứu và truyền lại truyền thống này cho các thế hệ sau. Trước khi rời Chiang Mai, có một người mà tôi phải gặp. Đó là tiến sĩ và cũng là công chúa Chao Duan Duan, công chúa cuối cùng của Vương quốc Chiang Mai, người kế vị Vương quốc Lana. Bà là cháu gái của vị vua thứ 9 và là người cai trị cuối cùng của Chiang Mai, vua Kaonawarat. Tiến sĩ Duan Duan sinh ra là một công chúa và đã trở thành một thường dân sau cuộc cách mạng hiến pháp vào năm 1932. Tuy nhiên, người dân Chiang Mai vẫn tôn trọng công chúa Duan Duan. Những ngày tháng vinh quang của vương quốc cũ giờ chỉ còn tồn tại trong những bức ảnh đen trắng này. Công chúa Duan Duan năm nay 85 tuổi. Tôi hỏi bà nghĩ gì về vương quốc đã biến mất. Vương quốc Chiang Mai sẽ tồn tại mãi trong lịch sử. Mặc dù nó không may mắn, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi bởi vì thế giới vẫn tiếp tục thay đổi. Một lần nữa, tôi thấy mình đứng giữa trung tâm thành phố Chiang Mai. Bức tường pháo đài dường như bất khả xâm phạm khi Vương quốc Lana được thành lập lần đầu tiên. Bây giờ Vương quốc Lana đã biến mất. Tuy nhiên, văn hóa và truyền thống một lần nữa nở rộ ở thành phố được biết đến với cái tên là Đóa Hồng Phương Bắc. Thưa quý vị, tiếp tục hành trình khám phá Thái Lan thiên đường du lịch. Chúng ta sẽ đến với vùng đất cực bắc của Thái Lan, nơi mà con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Và đây cũng là quê hương của những người đã biến vùng đất tuyệt vọng thành vùng đất có sự hy vọng bằng những nghị lực phi thường. Thái Lan bao gồm 77 tỉnh. Bây giờ tôi sẽ đến Chiang Rai. Thủ phủ của tỉnh Chiang Rai là thành phố Chiang Rai, cách Bangkok khoảng 840 km, nên bạn sẽ mất 14 tiếng đồng hồ để đến đó bằng ô tô. Thành phố Chiang Rai nằm rất xa về phía bắc của Thái Lan. Cùng với tỉnh láng giềng là Chiang Mai, đây là một trong những vùng đất trung tâm của miền Bắc Thái Lan. Trong tiếng Thái, chữ Chiang Rai có nghĩa là thành phố của vua Mang Rai. Đây là bức tượng của vua Mang Rai. Vua Mang Rai đã thành lập Vương quốc Lana vào năm 1262 ở Chiang Rai. Với vai trò là người sáng lập Vương quốc Lana, vua Mang Rai được người dân nơi đây tôn kính như vị thần bảo hộ đất đai và là vị anh hùng dân tộc.
Chúng ta là hậu duệ của vua Mang Rai. Dù đi đến đâu, chúng tôi đều tôn kính đức vua Mang Rai. Chúng tôi cầu nguyện vua Mang Rai, người sẽ bảo vệ tỉnh Chiang Rai, bảo vệ chúng tôi và con cháu của chúng tôi. Mọi người tiếp tục bày tỏ lòng kính trọng trước bức tượng vua Mang Rai sừng sững giữa thành phố. Chiang Rai thực sự là thành phố vua, người vẫn được nhân dân tôn trọng sau 700 năm. Chiang Rai vẫn giữ gìn lịch sử và đức tin qua nhiều năm. Tôi lên đường để khám phá biểu hiện về đức tin khác của người dân Chiang Rai. Nằm cách khu vực trung tâm thành phố 13 km, có một ngôi đền phi thường toàn màu trắng. Chùa Quát Trong Khôn được bắt đầu xây dựng vào năm 1998 bởi kiến trúc sư nổi tiếng Chalamchai Kosik Pipat, người muốn xây dựng lối đi suôn sẻ và cõi vĩnh hằng cho mẹ mình. Ngôi đền vẫn đang được xây dựng. 95% dân số Thái Lan theo đạo Phật và hầu hết các ngôi đền đều dát vàng, nhưng ngôi đền này có màu sắc và tác phẩm điêu khắc rất độc đáo. Có một chút bất ổn khi tham quan ngôi đền này. Ngay lối vào của ngôi đền là những bức họa về những linh hồn lang thang dưới địa ngục. Bạn có thể thấy những người bất hạnh, những bàn tay duỗi ra cầu xin những người ở nước bạn chia sẻ một chút việc tốt. Nỗi đau mà những linh hồn này phải chịu đựng vì họ chưa đạt đến niết bàn trong rất thực tế. Lối vào của ngôi đền miêu tả về địa ngục khiến cho những người tham quan phải sợ hãi và thức tỉnh. Nếu vượt qua cầu địa ngục, bạn sẽ thấy thiên đường. Nếu lên trời, sau đó bạn không bao giờ quay trở lại. Bạn chỉ cần nhìn bằng mắt và không chạm vào bất cứ thứ gì ở đây. Theo lời một hướng dẫn viên, trước tiên người ta phải đi qua một cây cầu phước lành để đến được niết bàn của Đức Phật. Cây cầu tròn tượng trưng cho sự tái sinh mà cuộc đời của con người sẽ phải lặp đi lặp lại theo những gì họ đã làm. Tôi băng qua một cây cầu tái sinh và cuối cùng đã đến ngôi đình chính, nơi có pho tượng Phật. Thật không may, bên trong đền không được phép quay phim, nhưng đây cũng là tòa nội thất duy nhất của đền. Màu trắng của ngôi đền tượng trưng cho sự thuần khiết của Đức Phật và những tấm gương sáng ngời tượng trưng cho trí tuệ của Đức Phật. Quát Trong Khôn toàn màu trắng được xem là ngôi đền độc nhất vô nhị tại Thái Lan, quốc gia của Phật giáo. Tiếp tục hành trình, tôi rời thành phố Chiang Rai và đi về hướng cao nguyên. Tỉnh Chiang Rai hầu hết được tạo thành từ các vùng núi và gồm các vùng cao nguyên có độ cao trung bình khoảng 600 mét so với mực nước biển. Tỉnh Chiang Rai nằm ở phần phía bắc của Thái Lan, được bao quanh bởi những khu rừng rậm rạp. Tỉnh Chiang Rai nằm ở phần phía bắc của Thái Lan, được bao quanh bởi những khu rừng rậm rạp và những ngọn núi lớn. Đây là khu tam giác vàng, vùng đất ranh giới giữa Thái Lan, Myanmar và Lào. Có những ngôi làng và cư dân cư ngụ ở những vùng núi này. Cư dân ở đây chủ yếu là người Akkakaren và người Hơ Mông. Cách xa với những khu vực khác, cư dân ở đây sống ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Thưa quý vị, hành trình khám phá Chiang Mai và Chiang Rai của Thái Lan đến đây xin được khép lại. Trân trọng kính mời quý vị đón xem phần tiếp theo trong chương trình kỳ tới.
Còn bây giờ thì Nhật Vinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.